đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay đầu bếp Hoàng Nhân sẽ giải đáp cho chúng ta bài toán làm sao để giải quyết được cái nắng nóng trong mùa hè đó quý vị. Đúng rồi đó quý vị, ngày hôm nay Hoàng Nhân sẽ giới thiệu cho Minh Châu và các khán giả một món ăn rất là quen thuộc. Nguyên liệu phải rất là dễ mua nè, rất là dễ làm và cũng phải thật là bổ dưỡng đó. Như vậy thì em hoàn toàn có quyền kết luận là món này rất là ngon đúng không? Giỏi giỏi. Nhưng mà không biết là anh Nhân nấu món gì làm em tò mò quá. Minh Châu lưu ý nè, ở trên bàn mình có rất là nhiều loại rau củ quả đúng không? Đúng rồi, rau củ quả thì nhiều vitamin nè, nhiều dưỡng chất lắm. Chắc là ăn vào sẽ giúp cho cơ thể được thanh nhiệt, dễ chịu vô cùng. Anh Nhân làm rau củ luộc đúng không? Rau củ thì thường chúng ta sẽ đem đi luộc nè, hoặc là chúng ta đem xào, hoặc là chúng ta làm gỏi cho nó bổ dưỡng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Nhân sẽ giới thiệu với khán giả một cái món ăn từ rau củ mà đem đi kho. Kho? Rau củ mà kho? Có được tươi ngon không? Không tin phải không? Không tin phải không? Lạ và ngon là tiêu chí của chương trình đó. Dạ, vậy thì bây giờ anh Nhân làm sao? Hôm nay mình sẽ sử dụng rau củ này là mình đem mình kho, nhưng mà mình cho cái sốt mayonnaise aji mayo vô thì món ăn của mình nó rất là tuyệt vời luôn á. Hay quá ta, vậy thì anh Nhân bật mí tên món ăn nha. Món ăn ngày hôm nay có tên là rau củ kho mayonnaise. Nguyên liệu để thực hiện món ngày hôm nay gồm có su su 150g, củ sắn 150g, cà rốt 1 củ, ớt hiểm 1 trái, thịt nạc dăm 150g, hành tỏi băm, dầu điều, nước dừa tươi, các gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Bây giờ mình sẽ sắn những cái loại rau củ theo khối vuông khoảng 1,5 cho đến 2 cm là được. Rồi tới cái phần củ sắn, mình cũng sẽ cắt giống theo cái kích thước như vậy luôn. Phần cà rốt này em cũng làm giống như vậy cho anh luôn nè. Đều rồi nè, mình cho qua bên này. Cái phần thịt này mình sẽ cắt khối vuông như vậy em nha. Phần rau củ mình cho ra một tô riêng. Bây giờ mình sẽ ướp phần thịt trước, cho khoảng nửa muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê aji ngon nè, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê muối nè, 1/4 muỗng cà phê tiêu, cho vào 1 muỗng canh phần dầu điều. Đảo đều phần này lên. Tiếp theo anh sẽ ướp cái phần gia vị, phần rau củ. Thì quý vị khán giả lưu ý chúng ta sẽ ướp theo cái định lượng lúc hồi nãy mà mình đã ướp với thịt nè. Mình ướp hành tỏi băm nè, 1 muỗng cà phê aji ngon nè, 1/4 muỗng cà phê đường nè, 1/4 muỗng cà phê muối nè, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Bây giờ chỉ có nhờ em đảo đều lên cho anh nữa đó. Dạ được. Anh Nhân ơi, sao tự nhiên mình lại phải ướp cả rau củ? Thịt ướp thì là hiểu rồi, tại sao rau củ cũng phải ướp? Thì bởi vậy cái món ăn ngon á là phải ướp những cái gia vị cho nó thấm. Tất cả các món kho là em đều phải ướp hết những gia vị em nha. Dạ em hiểu rồi. Như vậy có nghĩa là mình cũng ướp rau củ trước để cho rau củ thấm gia vị đúng không? Đúng rồi. Quý vị khán giả đừng quên điều này nha. Chúng ta sẽ ướp gia vị vào cả trong rau củ nữa. Ướp trước như vậy để cho rau củ cũng thấm được các gia vị vào bên trong. Bây giờ bắt đầu mình sẽ kho phần rau củ nè. Mình sẽ cho cái phần dầu ăn vô nè, hành tỏi băm cho vào phi thơm. Rồi, hành tỏi đã vàng rồi, bây giờ cho thịt vô. Quý vị khán giả sẽ xào cho cái phần thịt này nó săn lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho cái phần rau củ chúng ta tiếp tục chúng ta xào. Anh Nhân ơi, mình có nhất thiết phải làm cái bước như vậy không? Chúng ta sẽ cho cái phần thịt vào trước để xào, như vậy thì giúp cho gia vị nó sẽ thấm đều vào trong thịt sẽ ngon hơn. Tiếp theo mình sẽ cho hết cái phần rau củ này vô. Rồi bây giờ mình đảo đều nè. Mình xào nó vừa săn là những rau củ với lại nó áo đều cái phần dầu điều nè, anh thấy gia vị nó thấm đều là được rồi đó. Dạ. Thì anh sử dụng là 1 chén nước dừa, 1 trái ớt hiểm nữa để cho nó có góp phần cái vị cay nó sẽ ngon hơn. Cái phần rau củ kho của mình gần được rồi đó, nhưng mà mình phải cho cái sốt mayonnaise aji mayo vô nữa thì nó mới ngon. Mình sẽ cho 2 muỗng canh vô em nha. Dạ. Rồi mình sẽ cho cái phần aji mayo vào, mình kho khoảng vài phút để cho cái phần mayonnaise sẽ thấm đều lên trên cái rau củ. Quý vị khán giả thân mến, khi nước dừa đã cạn, quý vị cho mayonnaise aji mayo vào, chúng ta kho một ít phút để cho aji mayo thấm đều bên ngoài các nguyên liệu quý vị nhé. Được rồi đó Châu ơi. Dạ bây giờ em tắt bếp nha. Bây giờ em tắt bếp đi. Bây giờ anh sẽ cho ra cái dĩa này. Mình sẽ cho một ít cái phần sốt nè, rưới lên đều lên trên phần rau củ. Đây, mình cho 1 trái ớt em nha. Dạ. Mình sẽ để 1 ít ngò lên trên.
Bây giờ anh sẽ mời Minh Châu thử này nha. Mời em. Em cảm ơn anh Nhân. Nhìn hấp dẫn quá à. Em đang rất tò mò không biết là củ sắn á, mà kho lên thì ăn sẽ như thế nào. Củ sắn vẫn giữ được độ ngọt và giòn. Bây giờ để thử xem là su su thì sao nha. Lạ ghê ta. Su su đem kho á, ăn khác hẳn với là su su luộc, nấu canh hay là xào luôn á. Miếng thịt nạc dăm thơm á là thơm luôn vậy đó. Anh thấy như sao? Quý vị khán giả thân mến, thật là hơi khó khăn khi mà đang thưởng thức một món ngon là phải dừng lại để chia sẻ. Tuy nhiên Minh Châu luôn vui để thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là miêu tả lại cho quý vị hương vị thơm ngon của món ăn này. Có lẽ chúng ta ban đầu sẽ hơi ngạc nhiên một chút xíu vì làm sao mà rau củ lại đem đi kho đúng không ạ? À? Nhưng quý vị hãy tin Minh Châu đi, món ăn này bên cạnh chất dinh dưỡng vẫn được giữ nguyên vẹn nè, thì lại còn thêm vị thơm, béo, hài hòa của sốt mayonnaise aji mayo và rất nhiều các gia vị khác, làm cho màu sắc của món ăn vẫn được giữ nguyên là tươi ngon và đặc biệt là hương vị của nó chắc chắn là rất khó quên ạ. À. Buffet mùa hè. Nếu như quý vị đã thực hiện món ăn này và cảm thấy ngon miệng, cảm thấy hài lòng thì hãy gửi thư về cho chương trình quý vị nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết rồi. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại.